Da là da nhập từ các công ty chuyên thuộc da lớn cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới. Và vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ Lân Luxury nên được làm theo đo ni đóng giày, có nghĩa là sẽ làm theo từng đôi bàn chân của quý khách, đảm bảo sẽ được vừa khít bất kỳ mẫu nào quý khách muốn, bất kỳ ý tưởng nào của quý khách muốn thành sản phẩm, hãy đưa cho Kỳ Lân và Kỳ Lân sẽ thực hiện đôi dép để nên độc quyền sản phẩm, cho nên hoàn hảo và độc quyền. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay tiếp tục review sản phẩm, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một đôi dép Kỳ Lân mới vừa hoàn thành. Và đây là một đôi dép handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Da là da nhập từ các công ty chuyên thuộc da lớn cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới. Đây là da cá sấu và được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da quốc tế. Mỗi con, mỗi chuồng và đủ thời hạn mới được khai thác và được các công ty chuyên thuộc da lớn hàng đầu trên thế giới. Và da này được nhập và từ các công ty đó. Và vì đây là sản phẩm handmade bởi Kỳ Lân Luxury nên được làm theo đo ni đóng giày, có nghĩa là sẽ làm theo từng đôi bàn chân của quý khách, đảm bảo sẽ được vừa khít bất kỳ đôi bàn chân nào theo ôm khít vào, gọi là theo đường cong thái học của cái bàn chân của chúng ta. Và màu sắc thì quý khách được chọn thoải mái, ví dụ như quý khách thích làm nguyên một combo với những cái sản phẩm đồ của mình đang dùng, đang bận màu đen thì có thể làm màu đen, hoặc là đang dùng cái túi màu xanh này, màu xanh đen này, hoặc là túi này, hoặc là dây thắt lưng này, hoặc là cái màu đen này. Chúng ta dùng những vỏ sách, những túi sách màu đen hoặc là áo màu đen thì chúng ta sẽ làm một đôi dép màu đen này, hoặc là một màu đặc biệt, quý khách sẽ chọn những màu đặc biệt này, tất cả những màu mà quý khách muốn. Quý khách chỉ cần yêu cầu là sản phẩm màu độc quyền, Kỳ Lân sẽ tư vấn cho quý khách những sản phẩm màu độc quyền từ giày, dép, bất kỳ mẫu nào quý khách muốn, bất kỳ ý tưởng nào của quý khách muốn thành sản phẩm, hãy đưa cho Kỳ Lân và Kỳ Lân sẽ thực hiện đôi dép để nên độc quyền sản phẩm, cho nên hoàn hảo và độc quyền. Thì đây là một sản phẩm mà Kỳ Lân mới hoàn thành theo yêu cầu và rất nhiều những sản phẩm khác. Vâng, và như vậy là video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lân, và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân và like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân nha. Hoặc là truy cập trực tiếp vào website kỳlanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lân. Hoặc gọi cho Kỳ Lân hoặc là kết nối qua Zalo của Kỳ Lân là 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân sẽ hỗ trợ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao với tất cả quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.